Đây, các bạn, đây hũ thịt ngâm nước mắm của mình đã hoàn thành rồi đây. Các bạn thấy như thế nào? Có hấp dẫn không ạ? Đó, sau khi mà mình cho vào tủ lạnh nè, các bạn nhìn nè, đây những cái rễ gừng nè nha bạn. Đó, mình cho vào tủ lạnh rồi bây giờ mình lấy ra đó. Rồi mình cũng đã dùng thử rồi, rất là ngon. Cho nên là mình sẽ lấy cái công thức mà mình làm ngày hôm nay làm chuẩn nha các bạn. Rồi, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé. Mình thấy công thức này là chuẩn đó. Bye bye.